Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 9 tháng 1 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh họp cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Quá trình lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Đưa chế phẩm IMO vào xử lý rác thải sinh hoạt. Niềm vui từ những suất quà thưởng Tết cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Nhận thức về công tác nội chính đã được nâng cao hơn. Từ đó, các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực chủ động trong các mặt công tác, đạt kết quả tốt theo kế hoạch đề ra. Các vụ việc nổi lên về an ninh trật tự đã được các cơ quan nội chính, các cấp ủy chính quyền tập trung xử lý. Bên cạnh đó, đã đẩy mạnh điều tra khám phá, thu hồi tài sản, xét xử nghiêm minh, đảm bảo không có trường hợp oan sai bỏ lọt tội phạm. Tập trung thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời, phát hiện, chuyển cơ quan công an hai vụ việc có dấu hiệu vi phạm qua công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả sự nỗ lực trong công tác nội chính của các cấp các ngành trong khối nội chính, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí truyền thông. Qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều vụ việc trên các lĩnh vực, đồng thời nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng cho các tổ chức đảng, các đảng viên và người dân. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đồng chí chỉ ra một số hạn chế tồn tại như giải quyết đơn thư tố cáo của người dân chưa kịp thời, còn tình trạng né tránh, nể nang, tính công khai minh bạch trong nhiều lĩnh vực chưa cao, việc thực hiện tuyên truyền, vị trí, thái độ phục vụ và công khai, kiểm soát thu nhập còn nhiều hạn chế. Đây sẽ là những tiềm ẩn dẫn đến tham nhũng. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, song song với việc phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, sẽ còn tiếp nhận nhiều dự án lớn, vì thế tiềm ẩn nguy cơ về mất trật tự an toàn xã hội. Khiếu kiện đông người có thể sẽ tăng, vì thế công tác khối nội chính còn rất nặng nề. Trên địa bàn tỉnh của chúng ta cũng đang đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư rất lớn và chúng ta thu hút một lượng lao động nhập cư khổng lồ, thì nó sẽ tạo ra mấy vấn đề về mặt quản lý nhà nước, gánh nặng xã hội để bảo đảm an sinh và gây ra áp lực lên hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh, là nguy cơ tội phạm tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản công và đầu tư công và kể cả đầu tư tư nhân tiềm ẩn hết sức là lớn. Từ đấy cho thấy là cái nhiệm vụ của công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp của chúng ta trong cái thời gian tới đây là rất là nặng nề. Trong năm 2023 phải tổ chức nghiên cứu rồi cụ thể hóa thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chúng ta phải xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực trên nguyên tắc là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý đồng bộ về kỷ luật đảng, kỷ luật về mặt hành chính và kỷ luật các biện pháp hình sự đối với người vi phạm. Quán triệt và thực hiện phương châm phòng ngừa giải quyết sớm, không để những vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, gắn đấu tranh phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Bên cạnh cái việc xử lý về người vi phạm, xử lý các vi phạm thì tôi đề nghị là các cơ quan cần phải quan tâm phát hiện những sơ hở bất cập về mặt cơ chế chính sách để mà kiến nghị các biện pháp xử lý để chúng ta tránh lặp lại những các cái vi phạm, khuyết điểm. Phải làm tốt hơn nữa vì rà soát các kết luận thanh tra, kiểm toán về kinh tế xã hội để phát hiện và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi có dấu hiệu tội phạm, kể cả đối tượng và chủ thể kiểm tra và giám sát. Qua đấy là phát hiện những các cái việc mà các cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm tra. Cái đấy thì mới cần đến vai trò cơ quan nội chính và cái ý nghĩa của cuộc rà soát này là như thế. Cái việc này chúng ta tiếp tục phải làm và gắn với đó là cái việc đẩy mạnh cái việc kiểm tra, giám sát
đối với cả ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh lẫn là cái vai trò kiểm tra giám sát của cơ quan thường trực ban chỉ đạo. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng và nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính đảng. Nhân dịp chào đón năm mới Xuân Quý Mão và đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà chúc mừng các chức sắc Phật giáo tiêu biểu. Cùng đi có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng lãng hoa quà chúc mừng Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tăng ni Phật tử. Đồng chí chúc các chức sắc Phật giáo cùng các tăng ni Phật tử trong tỉnh đón năm mới an lành hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Tỉnh hội Phật giáo trong sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong những năm qua đã có nhiều hoạt động từ thiện quan tâm đến những đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Đồng chí bày tỏ mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các tăng ni Phật tử luôn đoàn kết chung tay xây dựng quê hương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp bàn về một số nội dung quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về việc phê duyệt nội dung cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0 năm 2022, việc ban hành kế hoạch phát triển chính quyền điện tử chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2023, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hệ số điều chỉnh giá đất ca để xác định giá đất tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023, đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về việc thành lập tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên và đại biểu dự họp, kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhất trí thông qua các dự thảo kế hoạch quy chế và quy định trình tại cuộc họp. Đối với chủ trương phê duyệt nội dung cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0 năm 2022 và kế hoạch phát triển chính quyền điện tử chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đồng chí yêu cầu trước khi ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông cần làm rõ phần cập nhật quản lý và cơ quan phối hợp đối với việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất ca để xác định giá đất tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất trí với việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất ca bằng một lần để xác định giá đất tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trong vòng 15 ngày phải trình khung giá đất mức chung của từng khu vực trên địa bàn tỉnh, nhưng phải ở mức thấp nhất, tránh tiêu cực, góp phần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đối với đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh sự cần thiết tầm quan trọng phải sớm ban hành đề án bởi nội dung trên được xây dựng thảo luận nhiều lần và đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. Riêng đối với việc ban hành quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về việc thành lập tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính sớm có hướng dẫn cụ thể về mức thu chi để tổ tự quản hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường. Thì có nghĩa là không có tiêu cực vì không gắn tên doanh nghiệp. Sáng nay, thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu và Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự tại huyện Khoái Châu có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm 2022, huyện ủy Khoái Châu đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh toàn diện. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc.
trong năm đã kết nạp được 227 đảng viên mới, có 9 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khen thưởng với 325 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Năm 2023, Huyện ủy Khoái Châu tập trung củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên, nhất là địa bàn khu dân cư doanh nghiệp ngoài nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy. Dự tại thành phố Hưng Yên có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Năm 2022, Đảng bộ thành phố Hưng Yên đã thành lập mới 2 tổ chức đảng trực thuộc, kết nạp được 75 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức cho 68 đồng chí. Trong năm, Đảng bộ thành phố có gần 50 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11 cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Có gần 4.800 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, gần 900 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, Thành ủy Hưng Yên sẽ chú trọng công tác phát triển đảng viên, chỉ đạo cơ sở đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phấn đấu có 20% cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thành lập từ 2 đến 3 chi bộ đảng cơ sở. Năm 2022, có 2 điểm nhấn nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh cùng 87 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thứ nhất, kết nạp được 180 đảng viên, vượt xa chỉ tiêu trung bình mỗi năm kết nạp 80 đảng viên. Thứ hai, nâng cấp một chi bộ thành đảng bộ, thành lập được 5 chi bộ trong các doanh nghiệp tư nhân, sớm đạt mục tiêu của cả nhiệm kỳ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tổ chức đảng đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, các cơ quan của tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hoạt động của các doanh nghiệp trong khối có sự phục hồi và phát triển nhanh, các chỉ số đều tăng cao so với năm trước. Doanh thu đạt gần 20.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 460 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1.400 tỷ đồng. Năm 2023, Đảng ủy khối và các tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá về công tác cán bộ, tiếp tục phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân, thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược cho tỉnh, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn huy động tăng 9,7%, tổng dư nợ cho vay tăng 11,5%, tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Đó là những thông tin tích cực từ hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hưng Yên. Hết năm 2022, tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng đạt gần 116.000 tỷ đồng, tăng gần 9.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động đạt gần 108.000 tỷ đồng, tăng 9,5.000 tỷ đồng, cao hơn mức tăng bình quân của toàn quốc là 7%. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 85,5.000 tỷ đồng, tăng 8,8.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng vẫn ở mức an toàn. Công tác chuyển đổi số hoạt động ngân hàng và thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được đẩy mạnh, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp thứ nhất về chỉ số an toàn thông tin mạng, thứ hai về chỉ số thể chế số và xếp thứ tư về chỉ số hoạt động chuyển đổi số. Hội nghị đã thảo luận và đề ra 12 giải pháp trọng tâm, trong đó phấn đấu nguồn vốn huy động và tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 10% so với năm 2022, đảm bảo an toàn, tỷ lệ nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, làm tốt công tác an toàn kho quỹ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao nhiệm vụ tập trung phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị liên quan tổ chức các bước lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lần đầu tiên, một quy hoạch tổng thể tích hợp tất cả các quy hoạch chuyên ngành nhằm phát triển Hưng Yên bền vững, đồng bộ trên cả 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình lập quy hoạch cũng như một số nội dung chính trong quy hoạch này. Để xây dựng định hướng phát triển cho tỉnh Hưng Yên, cơ quan chủ trì soạn thảo và đơn vị tư vấn đã tham khảo kinh nghiệm của 11 đô thị địa phương có vị trí, điều kiện phát triển tương đồng cả trên thế giới và ở Việt Nam là thành phố Ulsan của Hàn Quốc, Toyota Ibaraki của Nhật Bản, Suri Vương quốc Anh, Cyberjaya Malaysia, Wollongong Úc, Zealand của Hà Lan, sa mạc Negev Israel và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên. Chúng tôi lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, mặt trận tổ quốc, lấy ý kiến của các bộ ngành trung ương, lấy ý kiến của các tỉnh xung quanh trong đồng bằng sông Hồng
đặc biệt lấy ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học, và trong đó theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi lấy ý kiến của một số các tư vấn nước ngoài, ví dụ tập đoàn Quy Tam của Hàn Quốc, rồi tập đoàn Sakhi. Quy hoạch xác định 5 quan điểm phát triển và tổ chức không gian phát triển, trong đó tập trung thu hút các dự án đầu tư lớn, hình thành các khu chức năng quy mô lớn, đồng bộ hiện đại và phát triển Hưng Yên theo hướng đô thị xanh, thông minh, môi trường sống tốt. Quy hoạch cũng nhấn mạnh quan điểm phát triển dựa vào khai thác các lợi thế về vị trí địa lý của tỉnh, liên kề với thành phố Hà Nội nằm trong vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong quá trình lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên ấy, thì đầu tiên là phải xem xét những yếu tố đặc thù của tỉnh Hưng Yên. Thì cái yếu tố đặc thù quan trọng nhất là Hưng Yên nằm liền kề với thủ đô Hà Nội, và thứ hai, Hưng Yên có mật độ dân số rất là cao, thứ tư của cả nước, thì phải phát huy một cách rất là hiệu quả, tiết kiệm cái quỹ đất để cho phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ. Và có một yếu tố đặc thù nữa là Hưng Yên có cái truyền thống văn hóa, cần phải phát huy cái bản sắc văn hóa của phố Hiến xưa. Cái vùng đất bãi sông Hồng và sông Luộc của Hưng Yên chiếm khoảng 10% diện tích, thì đấy cũng là cái cần phải phát huy trong giai đoạn tới. Một điểm đáng chú ý trong kỳ quy hoạch này là việc tích hợp nhiều phương án phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng, không gian phát triển được định hình với hai vùng, hai hành lang, năm trục và ba trung tâm. Đây là quy hoạch tỉnh thì tất cả các quy hoạch chuyên ngành, kỹ thuật, rồi các quy hoạch của các địa phương từ đất đai, xây dựng, nông thôn mới, thì tất cả cái này quy hoạch vào với quy hoạch của tỉnh. Có thể đây quy hoạch nó bao trùm, đây một cái khung khổ hết sức quan trọng để cho cái định hướng phát triển kinh tế hội và từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo. Quy hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Hưng Yên trở thành tỉnh có trình độ phát triển ở mức khá của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. 20 chỉ tiêu cụ thể cũng được đặt ra, trong đó bên cạnh 9 chỉ tiêu về kinh tế, có 11 chỉ tiêu về xã hội và môi trường nhằm hướng đến sự phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Tiên Lữ đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp và Chuyển giao Công nghệ ngành bán lẻ có trụ sở tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tiến hành xử lý bãi rác 7.000 mét khối tại thị trấn Vương bằng chế phẩm sinh học IMO. Chế phẩm vi sinh vật bản địa, gọi tắt là chế phẩm IMO, được nuôi cấy bằng mật dỉ, mía đường, nước, rượu và các loại quả qua sơ chế, gồm đu đủ, chuối, cam, nho, sau đó dùng để xử lý rác thải sinh hoạt. Theo đánh giá của chuyên gia của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ, thì sau từ 15 đến 30 ngày, lượng rác sẽ tự tiêu hủy, đạt từ 40 đến 50%. Cơ bản, lượng rác hữu cơ sẽ bị tiêu hủy, kèm theo đó là khử được mùi, tránh ô nhiễm môi trường tại khu chứa rác. Phần rác thải vô cơ và chất rắn sẽ được xử lý ở công đoạn tiếp theo bằng việc đổ bê tông. Được biết, sau khi thí điểm xử lý rác tại đây, công nghệ nuôi cấy chế phẩm IMO sẽ được chuyển giao cho Hội Phụ nữ tỉnh Hưng Yên triển khai nhằm phục vụ đề án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tết Nguyên đán đang cận kề, không khí lao động trong các nhà máy doanh nghiệp những ngày này trở nên sôi nổi hơn khi câu chuyện về khoản lương thưởng cuối năm được mỗi người lao động háo hức chờ đợi. Tại nhà máy Tân Đệ 9, công ty sản xuất hàng thể thao Tân Đệ, Tết đã đến sớm hơn với người lao động bởi những phần quà Tết được trang buộc sẵn trên xe của công nhân, trao gửi sự tri ân đến với người lao động của công ty nhân dịp Tết đến xuân về. Lần này là lần nhận quà đầu tiên của mình. Mình cảm thấy rất vui và được công ty được bố hỗ trợ cho, lại còn là chẳng hàng các thứ cho đầy đủ, mình ra mình chỉ việc đi về. Cảm thấy là hạnh phúc, món quà của công ty rất là ý nghĩa. Đón hai cái Tết của tại công ty rất là háo hức, phấn khởi. Trong phần quà được xếp ngay ngắn, chẳng buộc cẩn thận sau xe của mỗi công nhân, trong đó là đầy đủ những đồ dùng thiết yếu dịp Tết như bia, gạo, dầu ăn, bánh kẹo, đồ uống, gia vị, bao lì xì. Mỗi xuất quà trị giá 1,8 triệu đồng. Để thuận tiện trở về nhà, toàn bộ quà tặng được công ty đựng trong thùng nhựa chắc chắn và có thể tái sử dụng nhiều lần. Em cảm thấy rất là bất ngờ và thấy hình thức phát quà Tết đấy rất là đặc biệt. Thì năm 2022 thì ảnh hưởng của ngành may đấy, nhưng mà công ty thì vẫn quan tâm đến đời sống của công nhân và vẫn trao gửi đến công nhân những món quà là rất là ý nghĩa và thiết thực với cả đời sống và Tết Nguyên đán. Và em nghĩ rằng là những cái món quà như thế thì năm nay cuối năm em sẽ không phải mất nhiều thời gian đi sắm Tết và có thời gian để chăm lo cho gia đình hơn.
Nhà máy Tân Đệ 9, chi nhánh Hưng Yên của công ty tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, có tổng số hơn 1.000 công nhân lao động. Năm nay, trước những khó khăn của ngành may mặc nói chung, công ty vẫn duy trì tăng trưởng và tạo việc làm ổn định cho công nhân. Chế độ lương thưởng cuối năm của người lao động được đảm bảo bình quân từ 10 triệu đến 13 triệu đồng, cao hơn năm 2022. Người lao động là trung tâm và người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Chính vì thế cho nên là doanh nghiệp luôn quan tâm và đến cái đời sống của người lao động. Chúng tôi đã có những kế hoạch chuẩn bị quà cách đây 2-3 tháng và phân công các cái thành viên ở trong ban tổ chức đóng quà rồi trăng quà lên xe để đảm bảo được cái an toàn cho người lao động. Một nén tiền công không bằng một đồng tiền thưởng. Với mỗi người lao động, dịp cuối năm, hành động chăm lo, quan tâm và hơn hết là những phần quà ý nghĩa, dù ít hay nhiều, cũng đều là tình cảm, sự động viên, chia sẻ, mang đầy ý nghĩa. Nhờ đó, tạo sự gắn kết to lớn giữa doanh nghiệp với người lao động và nâng cao chất lượng, năng suất làm việc. Đây cũng là điều mà mỗi công ty doanh nghiệp luôn hướng đến.